Bây giờ chúng ta tiếp theo sang cái chuyển cái mục đó là test kim phun nhé. Chúng ta sẽ sử dụng cái kim phun cắm hai đầu dây trắng và nâu vào cái mạch, được chưa? Vào cái dây cáp test kim phun này. Giờ lúc này chúng ta sẽ chọn vào cái phần đó là mô phỏng và giả lập. Chúng ta cũng chọn vào kim phun mô bên sườn. Chúng ta chọn vào mục kiểm tra. Kiểm tra có nghĩa là chúng ta đo điện trở của kim phun. Điện trở được 12 ôm. Đây, cuộn dây cơ cấu chấp hành của kim phun tốt này, thấy không ạ? Ok ha. Rồi. Tiếp theo thì chúng ta sẽ test kim phun bằng hình thức là kích hoạt. Đó, cho kim phun nó nhảy. Kim phun nó đang nhảy này. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được là mũi tên sang phải này thì nó tăng kim phun nó nhảy, thời gian lại nhảy lên này. Và giảm thời gian này là bên trái này. Được không ạ? Đó, ok ha. Rồi, đó là cách chúng ta test kim phun. Rồi ngoài ra nữa thì chúng ta sẽ test mô bin sườn. Thì chúng ta cũng sử dụng cái kẹp này nhé. Cái kẹp này anh em nhớ là phải kẹp vào bình ắc quy nha. Là trong trường hợp mình test kim phun là kẹp vào bình ắc quy. Còn trường hợp chúng ta test mô bin sườn thì chúng ta không kẹp vào bình ắc quy nha. Anh em test mô bin sườn anh cắm đây. Đây, chúng ta để kẹp vào đầu cao áp này. Được chưa? Đó, như vậy ha. Rồi sau đó chúng ta cũng vào cái mục là mô bin sườn kim phun. Rồi kiểm tra mô bin. Đó, cuộn dây cơ cấu chấp hành của kim của mô bin là tốt ha. Rồi tiếp theo chúng ta kích hoạt. Đó, chúng ta cũng tăng này. Tăng giảm thì nó sẽ có lửa nha. Đấy. Cái lửa này nó đang để hơi hơi xa mát. Đấy. Đây anh em nhìn nhé, cái này nó mình tăng này. Tại mát này cái xung của cái này nó đánh rất là yếu cho nên là anh em để lên để sát chút, để sát thì nó với ấy được. Để sát thì lửa đánh mới mạnh được. Còn chúng ta để xa quá thì lửa đánh nó không chính xác. Đó, được chưa? Nè. Tăng thời gian phun, tăng thời gian đánh lửa. Anh em nghe không ạ? Mọi người nghe rõ không ạ? Lửa đánh tanh 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 đúng không ạ? Rồi ok anh em. Rồi, đó như vậy là mình đã hướng dẫn anh em xong cái phần đó là sử dụng mấy cái cáp giả lập ha. Anh em thắc mắc gì thì comment ha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.